vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lên động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Xin chào bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Thôi kiện. Kẻ này nó không to, nó nhỏ ăn. Đến ghê. Đầu to, à đâu? Đầu to nghe được, đầu nhọn. Đầu nhọn nhưng nó bé, nhưng mà đi thì lại to à. Càng cái núi đúng không? Càng ngày nó càng to đúng không? Ừ. Chả rách. Một phát này tận họng. Rách họng, rách cả bộ. Thành này núi. Ghê. Chắc này Amazon ý. Ui, rồi. Đúng không? Kiểu gì cũng phải ít hơn Amazon. Ít hơn Amazon. Không dừng chậm nhân sinh. Nói người ta thế này đi. Phải hiện tay nhưng mà có phải nhất thiết phải hiện bàn tay này. Thế nên bắt buộc phải có bàn tay về á. Ừ. Đã bắt buộc rồi. Thì từ nay em giờ có chạm điện thoại đâu, tao xem pin này. Xem phim xích các bé. Đã được hết phim xích các bé. Ý ta gửi cho Hoành quả TikTok, quả cắp cúp đỉnh luôn. Không chứ cắp cúp. Không, nó là đố chiên hẳn thôi. Không phải lắc hông. Không phải lắc hông. Anh ơi, chỉ. Gì? Chuyện gì? Chính được mà. Giờ mình sẽ bút bang cục tẩy nghe các bạn. Cục tẩy này vị cốm các bạn ạ. Mình có cục tẩy vị dâu nữa nhưng mà thôi, vị dâu thì không hợp. Cái đấy. Nói từ con chó. Nói từ con chó. Ừ. Em đi. Nói. Con chó. Thành. Thế à? Thế à? Thế à? Được đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay ra lo tôm mỏi các bạn. Ui ôi, vị này đúng vị cốm các bạn. Múc vàng. Ngon phê đệ. Như vậy video mình đến kết thúc nha bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lên động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Xin chào bạn em, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô các bạn. Vai cái xem John Wick kìa. John Wick. Thì John Wick. Xong John Wick kìa. Tao còn chưa nghe thấy mày nói cái gì. Xong Wick, xong Wick là cái gì? Đây đang định xem Autobot mấy lần rồi. Cái đấy. Đấy. Có đang quen không? Đang quen. Cái gì? Cao. Bây giờ chúng tôi bỏ lên các bạn. Tưởng tối hôm qua bà đi làm. Ừ. Thế có đi làm không? Tối qua thì bà ấy làm nhưng mà phải đóng cửa. Bà ấy cả đóng cửa. Mở cửa ra luôn. Đóng cửa thì đặt xuôi cho đi lướt. Xong rồi gọi cho nó lên đặt. Ngồi chơi. Mình đặt lên đặt một quang để đặt nhau. Như vậy giờ mình kết thúc các bạn.